À hay là phải lộn nước của nhà ra đi chứ. Đi đâu rồi? Chào bà nhá. Mua hay tao có hàng ra đây coi chung nhau tập trung đi các bạn. Đấy nó chào bà nha. Vâng. Chúc bà mạnh khỏe nhá. Con vào đây đi. Từ đây đi. Con lại đi ra đây xe. Đi đi đi. Ok đi. Dạ dạ cho em chụp ảnh. Thằng thợ hình đâu rồi nhờ? Hay nữa rồi. Đã biến như kia rồi. Chụp đi bác Khái. Đấy. Được rồi, cứ đi thôi. Đi thôi, đi. Ôi quần. Anh váy ở đâu, nhả thôi. Nay mới được mặc lần. Anh Dương mồ, tớn mồ, không cái chanh cô không? Rút kinh nghiệm. Thoải mái, thoáng thoáng. Nó đang cái xe thì ngồi tức đấy. Đi ơi, cháu ơi. Đi. 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 Đi